trường. Dạng đọc Trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần Trái Thị Vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 1 của tập tiểu thuyết này. Không chừng, cái đói giáp hạt này lại có đủ móng vuốt, nhảy sổ vào cả xóm diễn chùa. Cái xóm vẫn quen với việc đứng đầu về cái sang cái giàu. Nơi đây nếu tính từ phía bắc xuống là địa danh cuối cùng của đất Trung Du, có đủ sâu ngòi đồi sim ruộng lúa. Làng vẫn còn không cổng tiên cổng hậu như hai ổ súng ở đầu bắc và đầu nam. Những phiến đất nung màu gan gà vừa to vừa dày ốp hít vào nhau, chắc đến đập không vỡ. Con đường chính giữa làng dài một cây số, được lát bằng vạch vồ mua từ dưới Hương Canh Vĩnh Phúc mà lát nghiêng, nên bây giờ vẫn còn chắc lắm. Có số gạch lát đường này là bởi ngày xưa làng có lệ, mỗi đám cưới phải nộp 200 viên. Trai làng lấy gái làng nộp 200, thế tức là mỗi bên có 100 viên thôi. Nhưng nếu trai gái ở làng đi lấy vợ chồng ở đồng đất khác, thì gia đình cũng phải trồng đủ 200 viên. Thế mới biết, ngay một làng nhỏ như cái mắt mũi người ta cũng không khuyến khích xuất dương, không thích mở cửa ra ngoài. Làng còn quy định những người đỗ đạt, từ tú tài trở lên được nhận chức, từ lý trưởng trở lên, cả thành phần hoang thai, cũng phải nộp 200 viên gạch vồ. Thành thử đường làng được lát bằng những niềm vui hạnh phúc, sự kiêu hãnh, chức danh và được lát bằng cả nỗi khổ đau y chề của những mảnh đời. Nếu ví cả xã là cái bánh, là bông hoa, thì diễn chùa là cái nhân đường, cái nhị mật. Nghĩa là nơi có lề thói nhất, cái sang và cả cái gàn của diễn chùa cũng là nhất xã. Ở đây liên tục có những người đỗ đạt và những người có địa vị chức sắc, dù chỉ là chức sắc ở xã. Nhưng cũng lại thường xuyên có một hai anh chàng trẻ cối, đến mức dù thời nào, thì những gã sáng cá này cũng như sống ngoài vòng pháp luật. Từ lâu số nhà ngói ở đây vẫn đứng đầu toàn vùng, mà lại chơi cầu kỳ lợp toàn ngói ta, nhỏ và đều tăm tắp như vải rồng, trông rêu phong và cổ kính. Ấy thế mà vố này cũng đói vàng mắt. Nhiều nhà nấu cháo phải độn thêm rau tập tàng. Nhiều nhà luộc chuối xanh chấm muối. Đến cả bà đồ ngất, người vẫn quen ăn trắng mặt trơn, phiên chợ nào cũng xách làn mây đi mua, hôm thì chân giò lợn ỉ, hôm thì cá chép cả con, còn dãy đành đạch. Giờ cạn vốn liền sáng chế ra bánh mạt ngô, thứ ngô trước đây chỉ dùng cho gà, để ăn trừ bữa. Còn ông Quản Ngư, người được cả làng khen là chí lớn gan to, nước lã mà vã nên hồ. Bởi trong lúc khối anh có của, nhưng chỉ ru rú bám váy vợ ở xóm nhà, thì ông Quản với hai bàn tay trắng đã từng chu du đến nửa vòng trái đất. Khi trở về, ông đã diện bách một bộ đồ dạ màu đất sét từ chân tới đầu. Quần dạ, áo dạ đính cúc đồng, mũ dạ tròn như cái nồi đồng úp ngược, lại thêm đôi giày sang đá, giữa mùa đông mà cũng trông bước đến phát sốt. Chưa kể bộ giang vàng sáng chóe cả mồm. Nói cái gì? Ông cũng độn thêm tiếng tây lưỡi cứng đá ngược lên tận mái ngói, đến quăng cả mồm miệng. Và mặc dù ông vẫn ở với bà vợ yếm trắng, răng đen mỏ quạt, ông biếu làng 200 viên gạch vồ hưng ký. Viên nào viên ấy cứ vuông bàn bặn như những cái gối đầu chín đỏ lìm lìm. Khối người còn gì tai là ông có của chìm nữa. Hỏi ông chỉ cười tủm tỉm, le lé ánh vàng. Bộ dạng rõ là coi tiền bạc chẳng ra gì, nhưng giờ thì té le ra. Đám thanh niên hay thóc mách vừa cười sùng sục, vừa kể gần tháng nay, bố con Quản Ngư đóng cửa ăn cháo cám rồi làm bánh đồ cách thủy cho lạ miệng, nhưng nguyên liệu cũng vẫn là cám. Vì là người lịch sự ghét kêu rên, nên ông Quản không muốn người khác nhìn thấy sự khốn cùng của mình. Tưởng kín, nhưng ông Quản lại hớ không biết rằng, cám có chất kết dính rất cao. Ăn mà không độn thêm rau là sẽ táo bón kịch liệt. Vì thế thằng con út gần 10 tuổi của ông đã kêu la oai oái, vì dặn đến vã mồ hôi hột, mà vẫn không xa đi được. Bà Quản đã quy tiên vài năm nay, nên cuối cùng, đích thân ông Quản bảo thằng cu ôm vào gốc khế, chồng mông lên để ông lấy que đào. Có thật không? Hay lại chỉ mách qué, chúng mày thì cái gì cũng nhăn nhở cười được. Mấy người già không tin, mắng to thì anh chàng ở cạnh nhà ông Quản liền vừa tả tỉ mỉ cái pha bi hài kịch kia, vừa làm cả động tác của bố con ông Quản, khiến mấy ông già cũng cười đến trơ cả lợi.
cái cười lúc đói cũng không ra tiền, lại bóp bóp cho héo quắt cả mặt, trông mà nẫu ruột. Keo vật sáp hạt này sẽ vần cho dân làng đến tả tơi. Những nhà thường xuyên túng vấn, thì lây giờ đứt bữa hẳn. Nồi niêu lúc nào cũng há miệng rỗng, nhẵn như đầu bột. Nhưng mặt người hao gầy, nhớn nhác hớt hải. Cứ tưởng như vội vã đi đâu, nhưng kỳ thực chẳng có gì hết, cứ ra vào quanh quẩn với cái bụng đói èo èo. Đường làng đầy rác rưởi và phân trâu phân bò. Toàn nhặng xanh bay đứng yên tại chỗ, như những cái dấu chấm đen giữa thiên không dọc lối đi. Nắng đầu hạ đã lên một lúc lâu, mà làng xóm còn trễ nải như con gà ngủ gật. Gió thổi vu vơ trên những luồng tre, càng khiến những ngõ làng trống vắng đến ngẩn ngơ. Trong chiếc lều thùng vách nứa ở ngã ba đầu làng, nắng chiếu qua lớp cỏ tranh, nắng tưới khắp lên chỗ lão Quỳnh nằm. Trên chiếc võng tre ọp ẹp không mùng màn, lão Quỳnh nằm duỗi dài thành một đống. Người lão to xù xì tính nết, thì ngơ ngơ ngác ngác như ngỗng lạc đàn, đi đứng cứ rành ràng thồn thộn. Bộ nhớ và trí khôn của lão thì dại như thế này. Vắt chiếc áo, vắt khăn mặt lên vai, nhưng lại loay hoay đến cả giờ đi tìm khăn tìm áo. Ngày hợp tác còn ăn nên làm ra, nên tình thương và sự ưu đãi đã đến với tất cả những hoàn cảnh khốn khó. Từ bà già cô quả không chồng không con, bỗng chốc có một lô cháu chắc, ấy là bà được ra làm ở nhà giữ trẻ. Là lão Quỳnh hữu dũng vô mưu, chỉ quen làm thuê làm tớ, thì ban chủ nhiệm hợp tác xã cho Quỳnh được làm chủ, mà làm chủ tập thể hẳn hoi. Ít là, lão được đưa ra chạy trâu chăn dắt một tập thể 50 con trâu. Chiều tối, lão cưỡi con trâu mộng to nhất, lùa cả đàn về. Đếm bảy trâu đi trước có 49 con, thế là lão hoảng hốt lên. Lùa trâu vào chuồng cả con mộng lão cưỡi cũng vào nốt, cải trang xong, lão chạy bộ đi tìm con thứ 50. Đến đêm, người ở trại đốt đúc đi tìm lão nói rằng, đủ 50 con trong chuồng rồi. Lão về đếm thấy đủ thật, nhưng trong đầu vẫn không hiểu được, con thứ 50 chui ở đâu ra. Lão Quỳnh ra đời như để hứng chịu tất cả những sự ngờ nghệch khờ khạo cho dân giếng chùa. Đất làng này nghe nói, từ khi khai thiên lập địa thầy địa lý đã bảo là ở vào cái thế có vượng như nghịch, cho nên từ sửa xưa đã có câu ca thế này. Ai may được ngọc giếng chùa, rồi ai núi bột thả bùa ma trêu. Vậy thì từ thời còn chùa và còn chiếc giếng làng, tao bằng gian nhà cây đá ong, trước cửa tam quan đã ai bắt được ngọc ở đấy chưa? Kể cả có được thì người ta cũng ỉm đi thôi, chứ ai dại gì mà khoe mình vớ được của. Bằng mời trộm đến nhà, còn ma núi ông bột, vì quả đồi ở đầu làng có dáng một ông bột ngồi, thì nghe đồn thật nhiều chuyện. Những người già ở đây kể rằng núi ông bột ngày xưa rậm tùm, những cây cột đình chặt một vòng tay ôm là chặt từ đấy. Trong núi có hổ báo vượn trắng chăn gió, rắn đầu vuông có màu đỏ chon chót như màu gà, và đặc biệt là nhiều ma. Nhiều người quả quyết mình đã gặp ma núi ông bột. Mấy bà hàng sáo hay đi chợ sớm bảo có lần đến gần núi ông bột, thấy một người đàn ông đi trước mình chỉ chừng 10 bước chân, dáng đi lại ve vẩy như đàn bà, trông chậm mà không tài nào theo kịp. Gọi mãi người ấy mới quay lại, thì thấy mặt trắng như nặn bằng phấn, miệng bỗng nghe ra cười khanh khách, cười liền một hơi không dứt, hơi phả ra lạnh toát. Chớp mắt một cái, người đàn ông biến mất. Phiên chợ ấy, mấy bà hàng sáo vốn đành hanh mà thành ra lú lẫn cả. Người thì bán một lẻ cân hai, người thì giao gạo mà quên nhận tiền, thật là đồ của xuống sông. Ma trêu đấy. Một ông đi đánh trúm lươn thì bảo, lúc sầm tối, ông đang thả trúm ở đầm dưới chân núi, bỗng nghe tiếng du con lơ lửng phía trên đầu rừng, ngừng lên thì thấy chót vót trên cành si, một người đàn bà tóc xõa phủ kín mắt, tay ôm cái bọc trắng toát, vừa nhúng cành si rung tít như đưa vong, vừa ru nỉ non như than như oán. Hôm sau ông đi đổ trúm, thấy trong ống toàn rắn nước. Ngày ấy, có một chàng trai tuổi mới 17, nhưng lớn phồng phao như đã thanh niên, mặt mũi thô vụng thật thà. Bỗng một dạo, cứ ăn cơm tối xong là chú chàng biến đi đâu chừng rã, sau một cối gạo mới về. Hỏi cô cậu chị ậm ừ, con đi đằng này rồi làng ngay. Cha mẹ sinh nghi, hai thằng này đã tự kiếm được món nào. Cho đời trai tơ mới lớn thì không say gì bằng say gái.
chỉ có gái thì chú mày mới chăm lỉnh như thế. Một tối, khi cậu vừa đi, ông bố liền lặng lặng bám theo, thì thấy chú xăm xăm đi tắt qua cánh đồng. Tới góc gai đầu núi ông Một, bỗng một tiếng hỏi rất thanh, như reo từ trong, nhưng chuồng rễ rùng rà như một cái ô dưới gốc si già. Rồi tiếng một người con gái thì thầm, không rõ cô ả nói gì, cứ rớp ra rớp dính ra điều vui lắm. Phía sau ông bố nén cười, đã bảo mà, cứ tưởng cậu cả khổ khờ, thế mà khá. Con hơn cha là nhà có phúc, nhưng con bé nào mà tiếng chua chua nghe lạ thế nhỉ? Ông bố còn đang rùng rằng, nửa muốn tò mò nghe chuyện, nửa muốn bỏ về, thì đôi tình nhân dìu nhau từ trong gốc si đi ra. Và tức thì, một đàn đom đóm bỗng từ đâu túa dậy, con nào con ấy to khác thường. Chúng cùng chớp cánh một lúc khiến cả khoảng không sáng rực lên như thắp đèn. Trong quầng sáng quái đản đó, ông bố đã nhìn thấy một người con gái trắng luôn lốp từ chân tới đầu. Tóc rất dài, buông xõa, khiến khuôn mặt lấp vào trong mờ ảo không sao nhìn rõ được. Chân đi nhẹ như lướt. Ông bố chớp mắt định thần để nhìn cho rõ, thì thấy người con gái kia chỉ là một cái bóng trắng, một hình người chứ không phải người. Cái hình người ấy tựa vào vai con trai ông, đang chập chờn ở bên trái, chớp mắt một cái, lại thấy cái bóng đi bên phải cậu cả, và rất nhanh đã hiện rõ lồ lộ, một người đàn bà đẹp như tiên sa. Cậu cả bước thập thòm như một người mê, mặt mũi cũng hoàn toàn như người trong mộng. Bầy đom đóm cứ trao lượn theo hai bóng người. Ông bố đứng vùng dậy, thét lên. Ma! Ngay sau đấy, một tiếng kêu cũng vỡ ra, nghe sắc lạnh như đập một cái bình sứ. Trời đất tối sầm lại. Ông bố lảo đảo, rồi người cứ mê thiết đi. Bố con ông về được tới nhà bằng cách nào, ông không sao hiểu nổi. Vì khi tỉnh dậy, ông đã thấy mình nằm ở giữa nhà, xung quanh đèn nến hương khói nghi ngút. Ông thầy cúng mặc áo đỏ, đội mũ giấy, vừa gõ chập chen, miệng vừa đọc lầm rầm. Tay cầm roi dâu vuông vút vào không khí. Hôm sau ông rút cơn, còn cậu cả thì vẫn ly bì. Vừa khóc vừa kể lể ai oán, rằng người ta cướp chồng của tôi, đày đọa tôi ở gốc si sương gió một thân một mình. Đang lâm ly sướt mướt, lại bỗng rú lên cười sằng sặc, tiếng cứ lành vót lên sắc như lưới dao cạo vào tinh nướng. Cười đến đâu hai bàn tay cứ chéo vào nhau đen đét đến đấy. Rầm rĩ một hồi, rồi cậu bỗng ngã cành ra, mặt quay vào tường, liệm phát như tắt thở. Thầy phải cúng liên tiếp 3 đêm 7 ngày, để xin lại hồn vía cho cậu cả. Ngày cuối cùng phải thừa một hình nhân cao lớn bằng đúng cậu cả, sắt một cỗ xôi và một con gà trống chưa đạp mái. Buổi tối mang ra gốc di tạ. Hình nhân thì hóa vàng, còn mâm cỗ thì để lại. Khi ra về, ông thầy cũng còn đóng một cái bùa đựng trong ống nứa xuống đất, tức là yểm để ma mất đường theo. Đêm ấy, người ta nghe thấy tiếng khóc tỉ tê trong những chuồng rễ si. Sáng ra nhìn cỗ xôi con gà vẫn còn nguyên, nhưng nhớt nhát có mùi tanh. Xôi gà mà lại tinh ma vậy đấy. Còn đom đóm thì chết dày quanh gốc si như một sự tẫn tiết, luôn được một đống con nào con nấy to bằng đầu đũa. Cậu cả uống một trận thập tử nhất sinh rồi khỏi. Hỏi đâu cũng không được vợ. Cả những cô sức môi lồi rốn cũng không dám lấy, vì sợ ma vẫn ám trong người cậu. Ông bố nghe có người xui. Suốt mùa hè năm ấy cứ đi rình để bắt con chim quốc thất tình. Câu nói ra giả như quốc kêu, chính là chỉ những con quốc đơn côi này. Mà thật kỳ lạ, bao giờ, nó cũng đứng một cành nhỏ, để những ngón chân quắp chặt vào cây. Khi hết hơi chết, nó lộn đầu trở xuống, treo lủng lẳng. Thêm mới hay, giống sinh vật nào đã dám chết vì tình, cũng đều chọn một tư thế hiên ngang đến rùng rợn. Cũng như ở sông nước, có những con cá sấu bị lẻ đôi, nó đã tìm nơi có cành cây mọc là ra mặt nước, rồi nhảy ngược từ dưới nước lên, các đuôi ngoắt cứng vào cành cây. Cứ thế, nó treo mình thẳng đứng như một dấu chấm than giữa trời và nước cho đến chết. Những trường hợp này hiếm lắm, vì cá sấu là giống tham ăn. Đã xấu lại còn tham. Mà phàm giống gì cũng vậy, đã tham ăn thì hay sợ chết. Lại nói những con quốc chết vì tình. Người ta bảo, xương của nó làm bùa yêu rất nghiệt.
rút lên thành than, ngúng một tí vào nước cho đối tượng uống. Thế là cứ theo không? Ông bố quyết cứu vớt cái cung thê cho cậu cả, bằng con đường bùa mê thuốc lú này. Tối nào ông cũng lần mò đi nghe Quốc kêu. Mặt mũi ông cứ nhớn nhác như người đã hóa dở. Thế rồi, chưa tìm thấy con Quốc tử vì tình thì chính ông đã tử. Ông chết nhẹ như đùa. Đêm nằm ngủ, thế rồi ông không dậy nữa. Từ đấy xa cảnh xa suốt nhanh. Cậu cả dùng cái sức cơ bắp của mình đi làm thuê làm mướn kiếm ăn. Làm như trâu, nhưng chẳng biết mặc cả vòi vĩnh về thế. Ai việc gì cũng mướn cậu, và ai cũng có quyền đùa bỡn cậu. Ngay cả cái tên Quỳnh đẹp đẽ của cậu, người ta cũng biến báo đi thành Quỳnh, cậu Quỳnh, anh Quỳnh và bây giờ xế bóng là lão Quỳnh. Có thật tiểu sử lão Quỳnh như thế không? Thì là giai thoại người ta dựng lên để tăng phần linh thiêng cho núi Ông Bột. Nhưng đấy là núi Ông Bột ngày xưa. Chứ bây giờ núi Ông Bột đã bị phạt chuỗi lấy gỗ làm củi, bị đào bới để tìm đá ong, lấy đất sét nung gạch, thì không ai còn gặp ma quỷ đâu nữa. Thời buổi táo tợn đến ma quỷ cũng tàn hình, cũng hết chỗ trú. Thế thì ma quỷ đi đâu? Hay ma quỷ đã bị người Trần cắt hộ khẩu? Mấy anh trợn trạo đã cười cười một cách láo cá hỏi ông thầy cúng, mà ở đây vẫn gọi là cô thống biểu như vậy. Biểu là tên cúng cơm, còn cô thống là một từ chung, để chỉ những người làm nghề cúng bái. Mới hay nghề nghiệp nào cũng có tướng mạo riêng của nó. Đã là thầy cúng thầy mo, thì cái cần đầu tiên là phải có dáng đồng cô bóng cậu. Đi đứng éo ợt nói giọng kim dâu ria chả có, và cái ăn cái uống, cũng như đàn bà con gái, hơn là giống đám mày dâu. Nghĩa là, cô thống biểu mỗi bữa chỉ uống một chén rượu sợ ớt sợ tỏi, ưa của chua hơn là ưa cay ưa chát. Năm nay đã gần 90 tuổi, non một thế kỷ đã đi qua cái dáng mảnh mai của cô. Với bộ mặt nhọn như mặt chim, nước da mai mái, cả mép cả cầm nhẵn thín không một sợi râu, nên nhìn cô không thể nào đoán được tuổi. Răng cô cũng nhỏ như răng phụ nữ và vẫn chắc. Ăn chầu thuốc cứ đen nhức, môi cắn chỉ. Cô đi thõng thả thõng thượt, nhưng cô cũng có con đàn cháu đấng hẳn hoi. Thì ra cô vừa giỏi việc âm, vừa tài việc dương. Nghe mấy anh chàng mặt sùi, trứng cá vừa cười nham nhở vừa hỏi về ma núi Ông Bột bị người Trần cắt hộ khẩu. Cô thống biểu đã dương cặp mắt bạc phếch, trông chỉ giặt lòng trắng, tưởng như mắt cô đang tỏa ra một làn sương khói. Và cô đã nói với cái giọng thanh thành thế này. Đừng tưởng đất này đã hết ma. Ma còn đang đẻ sinh đôi sinh ba nữa cơ đấy. Các vị có nhớ hôm trước hợp tác họp để đòi chia ruộng khoán không? Cứ như cuộc chọi gà, chọi trâu ngày xưa, chả ai chịu nhả miếng nào. Cả làng có mỗi sứ đồng chùa là thượng đẳng điền thì từ ông cán bộ đến bà xã viên, ai cũng muốn vơ giật về mình. Có đời thuở nào, anh em ruột cũng cãi nhau, tranh nhau đất hương hỏa ngay ở đấy. Vợ chồng ông Tí hỏi mấy kinh, bỏ nhau mỗi người một niêu hợp tác giao ruộng. Ai cũng tranh thừa tốt. Vợ chồng thách nhau giữa làng. Mày mà làm ông phá. Mấy là đòi ruộng cũ không được, thì bổ lu bổ loa lên, cứ nhao nhao như chả mào ăn xong. Xưa nay người ta chỉ sợ người chết, chứ ai sợ người sống. Có đúng không hờ? Chỉ sợ ma, chứ ai sợ người. Có phải không hờ? Thế mà hôm ấy, tôi đi nhận ruộng hộ con cháu, thấy hốt quá. Nhìn chả thấy người đâu toàn ma. Những thân người sống ngồi đấy mà cấm còn nhận ra ai nữa. Càng nhìn càng thấy đúng là những ổ mối, những ma bị dựng ngược, cái cao cái thấp lố nhìn đây nhà. Những con ma tham ma ác từ đấy chui ra, con nào cùng lành tranh lành chói, mồm năm miệng mười chả còn bùa đâu mà yểm cho xuể. Đấy, các người đừng có vội tí té, mà nó vẫn ngủ gà ngủ gật ngay trong lòng các người. Lão Quỳnh bỗng thức giấc. Cái đói thuốc lão dậy, lão rụi cặp mắt đờ đẫn dòng bộ tai to như mỏng dính. Mỏng đến độ, nhìn thấu qua được. Những người xính xem tướng bảo, cái tay thỏ ấy dù có cắm vào cái đầu con cáo thì cũng vẫn là đồ bỏ, vẫn tứ thời tiết xác. Lão lắng nghe, đúng là có tiếng chống phát dẫn từ trong làng. Anh nào lại chết đây? Giữa lúc này, không biết chết no hay chết đói. Suốt hai ngày nay, lão chỉ đọc nắm ngô, ra lên nhai, rồi uống thật nhiều nước vào, mà vẫn không lấp được cái khoảng trống quá lớn trong bụng lão, vì sức ăn của lão.
nó như người ác khẩu là như hùm đầu đó. Lão quay sang khe hở của Philip nhìn về phía khu nhà ủy ban xã. Cả một dãy nhà ngói bên ấy, cửa đóng im ỉm như mồm thằng Tân. Có đến hơn tuần nay, các ông bên ấy không đánh chén, khiến lão mất chỗ dựa. Đã hơn năm nay, lão sống dựa vào những bữa rượu kia, đều đặn tuần nào cũng vài ba cuộc. Không ủy ban thì đảng ủy, rồi ban quản lý hợp tác xã, rồi các đoàn thể. Hội họp lu bù, các ông ấy càng hội họp nhiều, thì lão Quỳnh càng thích. Vì động họp là động thớt. Cái mẹo ấy là của tay tám lé thợ cạo, chủ cái quán này. Người ta gọi là tám lé, vì mắt hắn hiếng lệch đi, như xe sang vành, nhìn cứ xiên xiên. Có lần đánh kéo, tám lé xiên cả một mảng da đầu của khách. Suốt ngày được sửa gáy vít đầu thiên hạ, mà tám vẫn không đủ vắt mũi đút miệng. Người đã như con hạt thờ, lại một vợ bốn con, quanh năm hết giật tạm lại vay nóng. Vì nợ hợp tác xã nhiều quá, vợ chồng tám lại phải xung phong đi kinh tế mới trên huyện miền núi để được xí xóa. Trước hôm đi, đến ủy ban lấy giấy. Vừa ra đến đây thì tám lé gặp lão Quỳnh đi đào ao thuê. Tám liền kéo Quỳnh vào cái lều này, rút trong túi ra món cút cổ rụt, truyền tay nhau tư. Đang lúc đói rượu dẫn nhanh như điện. Đến khi rớt ngược cái cút, thì cả hội cùng lâng lâng từ đầu đến tận gan bàn chân. Tám liền bá vai Quỳnh, đôi chân cỏ hương với cái đầu gối cổ lạc nhún nhảy, cái giọng kim eo éo được tắm rượu, đã thành nghề ngà. Anh Quỳnh rằng này, anh Quỳnh ơi, ngồi nghe ta nói cách ăn chơi. Tưởng say, nhưng hắn xuôi khôn đáo đề. Ở nghề nghiện, rượu là một thứ động cơ, phát động được cả sức lực và trí tuệ. Tám bảo Quỳnh bỏ phát cái túp lều ở trong xóm. Nằm cạnh nhà người em là lão Quảng, không những chiếm hết cái khôn cái ngoan, mà còn chiếm hết cả ao cả vườn, chỉ sĩ lại cho Quỳnh một góc ấm nắng, ven vẹn chừng răm cái nong. Vợ chồng Quảng trước cũng túng, móc ngắn cắn dài. Nhưng sang 7 năm nay, kể từ ngày Quảng được giữ chân quỹ tín dụng của hợp tác xã, thì đã khấm khá dần lên. Nhưng có khá mấy, thì vợ chồng Quảng vẫn tham và kiệt. Chỉ khi nào có những việc thổ mộc nặng nhọc, thì vợ chồng Quảng mới nhớ đến ông anh Quỳnh. Vậy thì ra đây, cạnh mặt đường này, ai có công có việc đến nhờ cũng tiện. Tám lé tặng lại cả chiếc chõng tre và chiếc ghế bố, dụng cụ giúp tám cạo râu ngoái tai cho thiên hạ để kiếm gạo. Nhưng điều quan trọng là, từ đây nhìn xéo sang nhà ủy ban rõ mồn một. Hễ bên ấy động đũa động bát là đây biết ngay. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Mà có lăn vào thì cũng là ăn của dân của xã, chứ chẳng phải của mấy ông. Nhưng dẫu vậy, tám dặn Quỳnh cũng phải biết vặn. Thấy động thớt là đi cổng sau vào nhà dưới, thì đi đường nào mà tới được mâm trà tốt. Cái cổng sau ấy, cái bếp ấy nhiều phen đã cứu tám những bàn thua trông thấy. Giờ lão Quỳnh tiếp thu cái vị trí lợi hại này, đúng là lão bóng được nhiều bữa nhờn môi. Có hôm lại thủ được cả lưng chai rượu về, uống ngâm nga suốt đêm. Thế mà đã hơn tuần nay, không thấy bên ấy họp hành gì. Hai họ lại kéo nhau ra quán bà Lợi Béo, bên mông lồng bàn ở trên chợ kia. Quán ấy trước chỉ bán thuốc, bán nước nhì nhằng, mới đây đổi sang quán ăn. Trước cửa treo lủng lẳng chân giò và những con gà luộc tứa mỡ vàng nhóng nhánh. Gian bếp đằng sau lúc nào cũng khói um tùm thơm inh. Thôi đúng rồi, họ đã rời mâm lên ấy rồi. Để khỏi phải khua giao thớt vừa tiện vừa kín, tránh được mồm được mắt thiên hạ. Thế thì nguy cho lão Quỳnh này quá. Mấy ông đúng là uống nước cả cặn. Lão Quỳnh vừa quay người ngồi dậy, lại thêm mấy chiếc nan tre gãy soàn soạt, thì bên ngoài bỗng có tiếng gọi láo pháo. Đi uống rượu đám ma đi ông Quỳnh. Bây giờ còn ngủ hạ ông Quỳnh. Hai đêm qua có bà nào chú nhờ trong ấy? Vừa dứt lời, một đám thanh niên đã ùa vào đầy căn lều. Đám trai làng đang tuổi ăn tuổi lớn như những chú nghé tơ, chân tay khểnh khoảng chưa định hình, nhưng da thịt trông óc quá, mặt mũi thô gầy góc cạnh. Cái thiếu, cái đói hiện lên từ ánh mắt mệt mỏi đến nước da mai mái, và cặp môi khô tông tức. Được cái vẫn tím. Chúng tìm điếu rồi thản nhiên bẻ phệnh vách làm đóm, kéo thuốc lào. Cái điếu cả nước kêu nghìn nghịt như người hen tắc cổ. Anh chàng mặt sần sùi trứng cá,
vỗ bồm bột vào miệng Điếu, giọng khào khào trong khói thuốc. Điếu biết gì mà khô rông rớt như hang chuột ruộng cạn. Với hôm nay, bố mót diều lắm hờ, thì đi đào huyệt với cánh này thì sẽ có cơm rượu tử tế. Cụ cố nhà họ Vũ đã tịch thì không phải chuyện đùa. Ông Phúc đã chữ lợn to hàng năm nay rồi. Lão Quỳnh vớ cái áo bộ đội tàu tàu, cứng như mo nang vẫn cuộn làm gối. Hắn đưa lên lau mặt, rồi vừa ngáp vừa nói. Thảo nào có tiếng trống phách dẫn từ bành mắt. Hóa ra ông cố đại chết à, sướng thế. Sao lại chết? Mà ông cố vẫn ở bên nhà quý chứ. Đám thanh niên cười hô hố. Đúng là trí nhớ ông Quỳnh. Thế hôm trước ông ăn xôi, ăn chuối mừng thượng thọ cụ cố ở nhà ai? Nhà ông Phúc hay nhà quý? Lão Quỳnh ở như sực nhớ. Đám thanh niên rít thuốc xong lôi kéo lão đi, nhưng lão chặn lại. Đám trai trắng này được chủ nhiệm hợp tác xã gọi đến để đi đào huyệt cho ông cụ cố họ Vũ mới chết đêm qua. Không phải lão Quỳnh ngại, không ai mời mà đến, không mời thì lão cũng đến. Lão vẫn khoe đã từng ở với ông Phúc con cả cụ cố, trưởng chi họ Vũ Đình bây giờ cùng một đội du kích từ thời Tây kia. Kỳ thực, ngày ấy du kích tuyển anh thanh niên Quỳnh và để thêm một tay đào hầm. Vì Quỳnh đào khỏe như một con tê tê rưỡi đất, cho nên bố ông Phúc chết thì lão phải đến chứ. Nhưng thư thư đã, chứ bây giờ đang đói run cả gối mà ra đào huyệt thì có khi đến ngã ngay xuống đấy. Lão Quỳnh vụt dậy đi ra sau vườn, nơi còn mấy dây khoai lang bò ngừa ngoài. Lão hái tuốt tuột từ gốc đến ngọn. Ít quá, lão nhổ cả rễ vặt những củ bằng ngón tay rửa qua quýt, rồi cho vào chiếc song cột tay đun lên. Một nồi canh nhộn nhạo vừa củ vừa lá, rắc thêm tí muối trắng. Lão húp xịt sạt, nuốt chừng, như voi uống thuốc gió ăn dở miệng. Con tỳ con vị được đánh thức, cái đói càng tăng thêm, bụng càng thèm cơm đến cồn cào. Ấy mà, có người ăn không hết của lại lăn ra chết. Được sướng mà phải chết thì cũng là khổ. Vừa mới hồi trong năm lúc gặt hái xong, cả chi họ Vũ Đình làm lễ thượng thọ mừng cụ cố tròn 90 tuổi thật là thịnh soạn. Ông Phúc đứng chân chủ họ cho mời hết lượt các chủ hộ xóm giếng chùa. Ai đến cũng được ăn xôi đậu xanh và chuối trứng cuốc. Lão Quỳnh cũng đến. Người thì đến vì được ăn, người thì đến vì tò mò. Bởi cụ cố đã nhất quyết từ mặt ông Phúc có đến hơn 30 năm nay rồi. Lâu nay, cụ cố ở với quý là em ông Phúc, mặc dù vợ chồng quý làm ăn chỉ giật gấu vá vai, chứ không được dư giật như ông Phúc. Nhưng thiếu vay đâu thể vay, chứ cụ cố nhất quyết không cho vợ chồng quý vác giá đến ông anh giàu có. Tết nhất dỗ chạc cũng mặc. Ông Phúc làm nhà ngói năm gian, đốt pháo đùng đùng hôm đặt cây nóc, cụ cố cũng bỏ ngoài tay. Mấy đứa con ông quý về khoe là bác Phúc mới mua xe cúp và máy nghe nhạc. Vạn mở suốt ngày ầm ầm như có đám cưới. Thế là cụ cố la toáng lên rằng là chúng mày có để cho ông yên không? Hơn 30 năm, mối hận của cụ như vẫn chưa nguôi. Đại sang phú quý lộc tài, tên bố con cụ cố như vậy, nhưng cụ bảo lại hóa ra là đại vô phúc. Bố con cụ đã làm trò cười cho thiên hạ. Ấy là hồi cải cách ruộng đất, cụ bị quy là địa chủ. Lúc ấy thanh niên Phúc đang làm bí thư đoàn thanh niên toàn xã, vì Phúc đã được kết nạp đảng từ mấy năm trước khi còn ở du kích. Để tỏ rõ mình không bị giai cấp địa chủ nhuộm đen, mình đã ly khai nguồn gốc xuất thân, không dính dáng gì tới kẻ bóc lột vợ chồng Phúc ra ở riêng. Suốt ngày Phúc bắn đội trưởng cải cách. Đội trưởng tên là Cường, nhưng không được gọi là đội Cường. Hôm đầu có người gọi thế đã bị triệu lên xã để giáo dục quan điểm lập trường rằng là chỉ có thời phong kiến đế quốc mới có cai có đội, chứ ở đây gọi như vậy là bôi nhọ thanh danh người chiến sĩ cách mạng. Phải gọi là đồng chí Hùng Cường, đồng chí đội trưởng Hùng Cường. Rồi người ta dì tai nhau rằng đồng chí Hùng Cường không thích xung quanh gọi mình là đội Cường, bởi vì rằng chính ông cụ và cụ có Diễm Phúc sinh ra đồng chí Hùng Cường là người ở xã bên kia sông chứ đâu xa. Hai ông bà từ dưới xuôi tản cư lên từ dạo có nạn đói năm Dậu. Nghe nói quê của ông bà ở vùng toàn đội đầu, từ thúng thắp gánh lúa đến việc thổ mộc là đào đất từ dưới ao lên không gánh không vác, mà cứ đưa cả lên đầu trông khiếp lắm,
tưởng như gãy cổ đến nơi. Hai ông bà đi đội thuê đội mướn kiếm ăn. Vì thế, bên xã ấy người ta quen gọi là ông đội bà đội. Nghe nói đồng chí Hùng Cường, ngày ấy gầy yếu lắm, nên bố mẹ cứ gọi nôm na là thằng còm. Thế mới biết sông có khúc người có lúc. Từ thằng còm đã lớn bồng lên thành đồng chí Hùng Cường. Vẫn cao, vẫn gầy, da vẫn dính sát vào xương, nhưng giọng nói thì thật là người có quyền. Nhất thanh nhị sắc, cứ trang trang. Hùng Cường nói một câu là quan trọng một câu. Đã có người lân la hỏi chuyện gia cảnh, thì đồng chí Hùng Cường vắn tắt. Mình là thành phần cơ bản, bố mẹ đều giai cấp cốt cán. Rồi đồng chí chấn chỉnh ngay là không nên quá nặng, để tư tưởng gia đình, mà phải nghĩ đến sự nghiệp cách mạng trên hết. Thế là cạch, không ai dám hỏi chuyện gia đình đồng chí Hùng Cường nữa. Phúc cứ bám giết lấy đội trưởng Hùng Cường. Đến nỗi, có mấy thanh niên hay thóc mách háo nhau rằng họ đã bắt gặp đồng chí Hùng Cường đi sâu vào quần chúng, đến bắt rễ với cô tí con bà Tẹo ở cuối xóm. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà Tẹo lại vừa hỏng mắt lẫn hỏng tai. Được một nỗi, cô Tẹo tuy xấu người, nhưng phúc pháp dễ dãi. Họ bảo thấy đồng chí Hùng Cường đến bắt rễ, cốt cán để tìm hiểu tình hình của làng. Tiện bữa đã ở lại ăn cơm thịt gà, sau đó ngủ luôn ở đấy. Đến sáng sớm hôm sau, thì đi cổng ngách về trụ sở. Trong lúc đồng chí Hùng Cường đang đỏ mặt lên lúng túng thì Phúc đã gọi ngay mấy thanh niên ấy lên làm kiểm điểm vì đã ăn phải đũa của bọn bóc lột tung tin nói xấu cán bộ. Họp chi bộ đồng chí Hùng Cường tuyên dương Phúc là đã có tinh thần, kiên quyết dứt bỏ được giai cấp phi vô sản, tự nguyện phục vụ sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nông. Đêm nào, Phúc cũng tổ chức thanh thiếu niên đi cổ động đèn đuốc cứ rừng rực như đình liệu hô. Bọn địa chủ cường hào ác bá đến khản đặc cả tiếng, chống đánh đến bỏng rùi. Rồi đoàn cổ động hô vang. Tên địa chủ bóc lột Vũ Đình Đại, kiên quyết đánh đầu tên địa chủ Vũ Đình Đại, ầm ầm nổ khí. Đến sáng hôm sau, đội tổ chức cho dân làng đấu tố Vũ Đình Đại, tên địa chủ có 5 mẫu ruộng, 3 trâu cày, ngày mùa, ngày vụ dám thuê gần chục nhân công làm cho nhanh. Những người vô sản không có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, nhưng đã bị những tên cường hào như những cái vòi cua, con bạch tuộc bóc lột đến tận xương tủy. Ta phải vạch trần tư tưởng đen tối của chúng ra. Đồng chí Hùng Cường đã phân tích sâu sắc cho mọi người hiểu như vậy. Cuộc đấu tố được tổ chức ở ngay giữa sân nhà Vũ Đình Đại. Hai vợ chồng Đại cùng mấy người con, tức những người em của Phúc chưa vợ chưa chồng, vẫn ở với bố mẹ. Tất cả được lùa ra giữa sân như một đám hành khách, ngồi bệt xuống giữa vòng trong vòng ngoài dân làng. Vợ Phúc cầm cái liềm nhảy choi choi trước mặt những kẻ bóc lột, cái mỏ liềm cứ mổ trước mặt Vũ Đình Đại. Vừa mổ chị vừa kể tội bọn chúng đã bóc lột, đã đè nén mình ra sao. Chị kể dài dòng, và hay trùng lặp quá, đến nỗi đồng chí Hùng Cường phải nói, chị tạm nghỉ cho bớt xúc động rồi sẽ đấu tiếp. Đến lượt mình Phúc bước ra, mở đầu bằng câu hỏi. Địa chủ Đại, mày có biết tao là ai không? Ông bố đã trả lời thế này. Dạ thưa tôi có biết ông vì tôi đã chót đẻ ra ông. Đồng chí Hùng Cường đang ngồi bàn chủ tọa phủ chiếc chăn hoa, liền đập bàn đánh rình đứng dậy. Địa chủ Đại, không được ăn nói xỏ xiên. Đây chính là bản chất ngoan cố của giai cấp bóc lột. Tên địa chủ Vũ Đình Đại xỏ xiên. Một thanh niên cốt cán liền hét lên, thế là tất cả ầm ầm như vỡ chợ. Lời nói gió bay, nhưng lại có những lời như đóng dấu chính vào in não mọi người. Đến bây giờ, những người đứng tuổi ở làng giếng chùa này vẫn nhớ như in những câu đối đáp của bố con ông Đại Phúc trong buổi đấu tố ấy. Vì thế, hôm sát Tết mới đây, khi vợ chồng con với ông Phúc đón được cụ cố về, sau đó thì làm lễ thượng thọ, mời cả làng đến dự, thì ai mà không tò mò, ai mà không muốn đến xem bố con ông cháu nhà ấy đối đãi với nhau như thế nào. Một sự tái hợp hiếm có, nhưng duyên do để có được bữa tốc thể ấy, thì không ai biết được là một tối kia, khi thế ông cụ đã yếu lắm, một ngày khỏe, thì 5-7 ngày đau. Ông Phúc đến nhà em trai, và vẫn tư thế của người quyền biến, với cặp mắt ba góc nhìn cứ ngắm ngắm. Ông bắt quý xua hết vợ con xuống bếp, để trên nhà ba bố con,
ba người đàn ông giường cột của chi họ Vũ Đình có cuộc đàm phán mang tầm cỡ chấm dứt chiến tranh. Năm nay ông đuối sức lắm rồi, ông Phúc bắt đầu vào chuyện, ông về bên con tĩnh dưỡng cho tiện chứ bên này chú thím nó vừa túng, vừa neo người trông nom. Tao không đi đâu hết, tao quen sống nghèo khổ rồi. Nghèo khổ còn yên ấm bằng vạn, có tiền có của mà bị nhục. Cụ cố với nước da mồi sam đen, tóc lưa thưa, bạc và khô sát, đang nằm thở khò khờ trên chiếc giường tre, lại giường cổ lỗ cách đây mấy chục năm. Tiêm chiếc màn xô màu cháo lòng, vá víu túm tó như vó tôm. Đã nhiều lần, ông Phúc sai con mang bánh giò bánh dày, mang sữa sang, cụ cố cứ nằm trong chiếc màn ấy, như nằm trong chốn trú ngụ cuối cùng của cuộc đời. Đầu kê lên chiếc gối mây đã ngả màu đen kít, miệng phóng ra những lời cay độc, đuổi như đuổi tà. Mang về để cha mẹ con với chúng mày ăn với nhau cho béo, rồi lấy sức mà đào mồ đào mạ ông bà ông vài lên. Lần này cụ cố vẫn nằm đấy, mắt không nhìn người con trai đã đấu tố mình. Vừa nói, cụ vừa thở khó nhọc, nhưng cơn nộ khí trong lòng xem ra vẫn chưa một chút hạ hỏa. Ông Phúc cứ để mặc cho cụ nói thỏa thuê. Ông Điềm Nhiên kéo thuốc lào xe xòe. Ông Quý thì càng ngồi im như thóc. Quý vốn là người chỉ biết bới đất lật cỏ làm ăn, còn nguyên vẹn là một nông dân thuần phát dễ phục tùng. Việc gì Quý cũng lấy êm ấm làm đầu. Trong nhà, Quý nhường nhịn, ít lời hơn cả vợ con. Nên trong việc giữa bố và anh Quý mặt, thế nào cũng được. Bố chỉ bực bõ những chuyện vặt, không nhìn xa được khỏi bờ rào. Ông Phúc bắt đầu công bố quan điểm của mình. Thời bấy giờ nó nhiễu nhương, trắng đen lẫn lộn, nên các ngoái nhảy lên làm người. Muốn còn chỗ đứng thì phải biết lựa. Chân dù có nhún nhưng lòng vẫn khinh. Nhún với mấy thằng hách sằng, để giữ cái lớn hơn, cái lâu dài. Bấy giờ không thế thì làm gì? Còn đảng, mà không có chân đảng viên thì cái họ nhà này chúng nó cho ăn bùn. Chân trắng thì làm gì trên được cái chức chủ nhiệm hợp tác 6-7 năm trời? Mấy đứa trong họ nhà này vào được đảng là nhờ ai? Tôi không ngồi đấy thì có một thất. Rồi gạch ngói nhà chú Quý này, nhà bá sang kia, không ở đấy mà ra thì ở đâu? Cũng mang tiếng mua, nhưng người khác phải trả 10, thì mình chỉ bỏ ra 1. Không có lời của chủ nhiệm, thì mấy thằng lò gạch lò ngói, có khối nó chịu nhà cho đấy. Tôi vừa mất chân đảng ủy, nghỉ chủ nhiệm thế là đủ chuyện rắc rối rồi. Phe cánh nhà Trịnh Bá đang lăng le chiếm hết quyền hành cái xã này. Nó dám nói, chi họ Vũ Đình quanh năm lục đục thì còn lãnh đạo ai? Thế là cụ cố bật ngay dậy như một cái lò xo. Mày bảo sao? Chúng nó nói thối mồm thế mà mày chịu nhịn à? Vậy là xong. Ông Phúc đã đánh trúng huyệt. Câu chuyện lập tức xoay ngược sang hướng khác. Chân tay cụ cố vẫn rung lên vì xúc động. Như một con chiến mã về già, dù không còn đủ sức để lao vào trận mạc, nhưng mùi thuốc súng vẫn đủ kích thích nó gầm thét. Mối hiềm khích giữa cụ cố với cánh nhà họ Trịnh Bá kia có từ xa xưa. Không nhắc, quên đi thì thôi. Chứ nếu đã khơi dậy, thì ngọn lửa bùng ngay lên. Hôn nhân điền thổ vạn cố chi thừa. Tức hôn nhân và đất đai là hai thứ dễ gây cho người ta thù oán nhau lâu nhất. Hai họ Vũ Đình và Trịnh Bá không thể ngồi chung chiếu với nhau là bởi tất cả những thứ đó. Ngày xưa có dân hai bên đã túm ngược áo nhau giữa sân chùa trong ngày việc làng. Đời cụ cố là chuyện nhất chuyện trước. Cái trước Lý Trường dù nhỏ, nhưng đấy là danh dự, là chuyện được thua giữa hai dòng họ, là phần đầu gà má lợn, là chỗ ngồi chiếu nhất giữa đình làng. Đôi bên đã giành nhau kịch liệt. Đến đời ông Phúc lại là chuyện tình. Thật ái oăm hai dòng họ này, cứ vờn cứ lừa miếng nhau không biết mệt. Ông về bên này, không chỉ là chuyện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ông Phúc lại lên tiếng, cắt đứt dòng nghĩ ngợi lan man của cụ cố. Mà về bên này còn để bịt mồm những đứa nói hỗn lại. Thằng Tùng, con bá sang được chúng nó thí cho cái chân xã đội. Thế là nhảy cỡn lên như voi ăn bã mía. Nó còn nói láo hơn cả anh em chú cháu nhà Trịnh Bá. Dù thế nào, cũng không thể để họ Vũ này bị nhục trước dân làng. Giọng ông Phúc đã như muốn gầm lên. Cụ cố ngồi hẳn dậy, chứ không còn nằm nữa. Ông Quý càng thuẫn người ra ngơ ngác. Thế là sau hơn 30 năm quay lưng,
cụ cố đã chịu quy phục hoàn toàn trước lý lẽ của người con trai mà cụ đã từng rủa, không còn thiếu một lời nào. Và đây là lần thứ hai cụ lại chịu thua phúc. Ngay hôm sau, bà con giếng chùa trố mắt thấy bà con dâu đáo để, tức là vợ ông Phúc cùng con trai con gái, có cả dâu lẫn rể, dắt nhau sang nhà ông Quý để đón cụ em về bên này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tất cả vui vẻ, cứ như đi rước một ông quan đại thần. Và ngay tuần ấy, ông Phúc làm lễ thượng thọ cho cụ cố tròn 90, một sự kiện của làng. Vậy mà cụ cố không gắng sống rốn thêm nữa để hưởng cho đã cái cảnh điền viên sum họp. Từ hôm cụ cố về bên nhà ông Phúc đến nay đã được mấy nà, thế mà mới ra Tết cụ đã chết đi sống lại mấy lần. Tay đã bắt chuồn chuồn, miệng đã cấm khẩu, ông Phúc phải cạy miệng đổ đến mấy chén sâm kali mới hồi. Trong làng người ta bỗng thêu chuyện lên rằng vì làm lễ thượng thọ to quá nên động tới thiên đình, khiến ông Nam Tào sực nhớ ra xóm giếng chùa còn để sót người sống quá dai mà chưa gạch tên. Lại có kẻ ác khẩu bảo ngay việc tổ chức dùm beng cũng là một cách dỗ sống rồi, muốn cha mẹ thọ lâu không ai làm thế. Những chuyện đàn tiếu ấy đến tai ông Phúc hết, ông văng tục miệng lầm bầm, lại chỉ miệng lưỡi nhà Trịnh Bá